Alo, Chi hả? Tụi chị đến văn phòng chưa? Nửa tiếng nữa chị mới đến hả? Trời ơi, khách kêu là hẹn giờ này đến rồi, tại sao giờ cũng chưa đến luôn? Bây giờ em làm cái gì trong nửa tiếng đồng hồ đi trời? Vậy thôi, chị nhanh nhanh lên nha. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Anh Chi anh ơi, vậy Chi nửa tiếng nữa mới tới. Mình ra mình đánh liên quân đi. Cơm đây. Trời, anh đâu ra xuất hiện ghê vậy? Biến hình. Biến hình? Liên quân gì chi chưa có qua nữa, tính nữa mới qua liên quân. Rất mạng rồi, liên quân cái gì mà liên quân? Gì rất mạng, công ty cũng rất mạng nữa hả? Nè, nói chung là cá mập đánh cất cáp nè. Cất cáp nè. Rồi thêm là mấy dạo này câu mạng là bị đường dây nó tùm lum tùm la. Bây giờ lứt rớt mạng rồi, sáng giờ rồi muốn chết, lên Facebook like hình không được. Cái gì vậy, chơi cái gì bây giờ? Bây giờ này ngồi chơi đan tay với anh. Đan tay. Đan tay. À rồi. Hôm qua em mới tải cái trò này hay lắm. Trời game gì? Offline, hai người chơi trên một máy. Trời, hai người chơi là thấy thích rồi. Đúng rồi. Này, Deal Otter. Vô. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với S Channel và mình là Duy Anh. Và mình là Tư Diễm. Nãy intro thì cũng như là đã giới thiệu rồi, đó chính là cái video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tựa game mà offline mà hai người có thể chơi trên một máy, đó chính là Euro Otter. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô luôn nhé. Đây là một kiểu game thi đấu và vào cuối video người nào thua sẽ có hình phạt. Và hình phạt là gì các bạn hãy chờ đợi tí nữa các bạn sẽ biết nha. Cũng kinh khủng lắm á. Let's go. Bắt đầu nha. Chúng ta sẽ chọn hai người. Ok. Em chọn đi, anh ngồi ngược không thấy được gì hết á. Two star. Vậy là trò này sẽ bao gồm rất là nhiều trò chơi nhỏ nhỏ cho các bạn. Bạn không biết của cậu chơi như thế nào thì là chúng ta sẽ có hướng dẫn luôn. À vậy là có nghĩa là các bạn phải bơm cái đầu của thằng này nó bự lên, cái đầu đứa nào bự trước bể trước là người thắng. Ai là con này sẽ bơm vô đầu con này đúng không? Ready. Ủa từ từ bà nội. Bà nội. Mình thấy tiếc tiếc cho cái máy này quá. Rồi vô. Vô. Truy siêu kết quả đi, ai thắng? Em thắng. Ủa vậy là chỉ có ủa có vậy thôi là mình thua một cái rồi hả? Rồi 1-0. Nháp nháp đi. Nháp. Thôi mình không có nháp gì hết trơn á, mình chơi tiếp. Ngồi biết mấy trò này nó chơi sao luôn á. Random. Ngẫu nhiên. Khi mà nó đang chết chết thì bấm vào bất cứ đâu sẽ quăng cái bình lại rồi. Yo. Nè, chết nè, thắng toàn diện. Từ thôi. À. Giảm xét. Cái này mình vẫn thắng, mình sẽ thắng. Kết quả là nhiều. 5-2 hết vô, 5-2 đúng trò, chơi được hết. Giờ tới em chọn trò. Đếm ớt, ai đếm nhanh nhất là người đó thắng. Đếm ớt, rồi em hiểu là ok. 2-3, quả nhầm nguy hiểm. 3-0, 4-0, ui trò này là mình vô được rồi. 5-0, 6-0. Trò này là nhanh quá. Ăn toàn diện luôn. Em nhường thôi. 42-0. 42-0. Nhường thôi. Kỳ trước là mình đã bị ăn hành rồi, kỳ này mình sẽ cho Diễm ăn hành lại. Diễm mới 2-1 thôi mà. Anh vẫn là trung thành với trò chơi ngẫu nhiên. Mình sẽ tới, chọn vào cái chỗ banh đó và đánh đi. Rồi em hiểu rồi, ok. Mày ở có. Ui nó ta 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 tu. Ui con ta cha. Anh. Ui cha ba tu. Ui cha ba da. Cha cha tu. Cha cha tu. Mình đã chấp Diễm rồi. Vẫn còn nữa. Ấy còn nữa. Sao chưa nữa? Ui. Em phải chấp nhận đi, sự thật là em không chơi game là anh đâu. À thôi, nghĩ nhanh nhanh, game này mình đứng lên nhanh.
em đi nha. Bây giờ là chúng ta sẽ có hình phạt cho chị Diễm. Ở lại, ở lại, ở lại. Anh ơi, em chơi đi, cái game này nó lậu rồi, nó mê chai. Cái máy này nó mê chai. Tụi bây chúng ta sẽ ở lại và xem hình phạt của Diễm nha. Ba la. Chị gái,